Hello, xin chào tất cả các bạn nhỏ nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lặn những cái mô hình mà trái cây này, rồi là rau củ hoặc là bánh donut này. Rất là dễ thương nha, từ bột đất sét nhá. Bột đất sét hoặc là đây là bột gạo, bột lặn tò he ấy. Nguyên liệu thì có những cái màu được làm từ bột gạo như này này. Đó. Bột gạo thì an toàn hơn là bột đất sét nha các bạn. Đó. Và có một miếng bánh xà bông nhá. Bánh xà bông này sẽ giúp cho cái bột nó không có dính vào tay của chúng ta. Đây nha, mình sẽ hướng dẫn các bạn lặn từng quả một. Đây là quả bí ngô này. Đây là bắp ngô. Đây là quả dâu tây nha. Rất là đơn giản. Còn đây là quả bơ này, quả chuối này, quả măng cụt này, rồi quả thanh long này, quả xoài này. Rồi đây là củ cải trắng này. Đây là củ cà rốt này. Đây là trái ớt. Đó. Mình sẽ hướng dẫn lặn theo cách mà đơn giản nhất nhá, ai cũng có thể lặn được. Thế nguyên liệu màu của chúng ta có những màu này, mình không có màu đen. Đó, nếu mà có màu đen thì sẽ lặn được nhiều thứ hơn với các con vật đấy. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu lặn về trái cây và rau củ trước nhé. Bắt đầu từng công đoạn một. Đầu tiên là chúng ta xoa tay vào cái xà bông này để cho nó không có dính nhé. Mình sẽ hướng dẫn lặn cái trái bí ngô này trước tiên nhé. Rồi, đầu tiên nha, mình sẽ hướng dẫn các bạn lặn quả bí ngô như này nhé. Quả bí ngô để cho các bạn nhỏ chơi rất là đơn giản. Bước đầu tiên đấy là các bạn sẽ trộn màu vàng và màu đỏ. Đây, hai màu này mình sẽ trộn vào nhau để sẽ ra một cái màu mà cam cam như này này. Đó. Xoa. Xoa vào xà bông nha, để cho nó đỡ bị dính bột nhá. Đó. Đơn giản lắm. Chỉ cần là mình lặn tròn này. Lặn tròn như này. À, các bạn mà có nhu cầu mà mua bột đất sét ấy thì cứ liên hệ với mình nhé. Bên mình cũng bán luôn đầy đủ nguyên liệu để cho các bạn lặn. Đó, đầu tiên là mình sẽ lặn một cái hình tròn như này, quả bí ngô như này. Đó. Rồi chúng ta dùng đến một cái que tăm nhé. Que tăm là mình ấn này. Mình ấn để cho nó có các cái vết cái múi múi của nó như này này. Đó. Đó. Rất là đơn giản. Thích nhiều múi thì mình làm mau mau, ấn mau mau sát nhau là được. Đó. Đó. Khi mà làm cái múi xong mình ấn nhẹ xuống cho nó hơi dẹt dẹt xuống như này. Rồi để qua một bên nhá. Bây giờ các bạn lặn cái lúm nhá. Cái lúm màu xanh xanh như này này. Cái núm thì cũng đơn giản lắm. Mình sẽ xoay bột cho nó mềm ra này. Rồi các bạn bóp thành một cái hình như là hình tam giác nhé. Ba cạnh như này. Đây. Khi mình ấn xuống nó dẹt xuống nó thành hình cái núm ngay. Đây. Đấy chưa? Đó, mình chỉ cần ấn xuống như này. Nó thành hình cái lúm quả bí ngô, thêm một cái phần cuống nữa nhé. Cuống mình kéo thêm ít bột mình lặn lên. Đó. Đây. Cái quả này là nó ít múi hơn quả này. Nếu mà thích nhiều múi thì mình chỉ việc thêm ấn thêm vài đường nữa là sẽ ra được nhiều múi ngay mà. Đó. Rất là đơn giản. Đây là quả bí ngô nhá, mình đã hoàn thành xong quả bí ngô này. Đó. Rồi tiếp theo nhá, mình sẽ hướng dẫn lại cái quả thanh long này nhá. Quả thanh long này rất là dễ thương, đúng không? Quả thanh long này thì mình lấy cái màu hồng nhé các bạn. Cũng véo một xíu bột này. Xoa tay vào cái miếng sáp đó. Đó. Quả thanh long thì nó không có tròn mà nó hơi bầu bầu một xíu nhé.
nó không phải tròn xoe như quả trứng gà đâu, mà bạn phải lăn bột nó hơi bầu bầu xíu như này đó. Sau rồi các bạn véo một xíu bột này, tạo hình xong rồi thì mình sẽ véo một xíu bột này. Mình sẽ lặn cho nó dẹp ra, dẹp ra rồi mình ấn vào, thấy không đó, để làm cái vảy của nó. Nếu các bạn lặn bằng đất sét ấy thì nó sẽ không dính tay, thì mình sẽ không cần phải dùng đến xà bông nhá. Đây là mình lặn cái này là lặn bằng bột gạo, lặn tàu he ấy, thì cái bột gạo này nó an toàn hơn, không có chất bảo quản gì hết. Đó, mình cứ tiếp tục mình vê nhá, mình vê mình lặn để làm các cái gai gai của quả thanh long này, ấn vô đó. Ấn vô cho nó có gai gai lên giống cái quả thanh long các bạn. Đó. Mình cứ làm ấn cho nó hết cái trái này thôi rồi sẽ xong. Thấy không? Rất là đơn giản nhé. Các bạn phải bẻ cái phần này lên để cho nó đẹp. Đó. Đơn giản lắm. Mình cứ làm như vậy cho đến khi hết cái trái thanh long thì thôi nhé. Để nó có vảy 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 ra thì nhìn nó mới đẹp, nó dễ thương. Đó. Cái phần lúm của nó thì các bạn cũng là màu xanh, nhưng mà không phải ba cái lúm như quả bí ngô nhá. Quả thanh long thì mình chỉ cần làm cái lúm, cắm cái lúm xanh xanh dài dài như này được rồi. Đó. Rất là đơn giản. Đấy, thấy chưa? Đó là mình đã hoàn thành xong quả thanh long này. Mô hình này các bạn làm cho mấy bạn nhỏ ấy, các bạn chơi rất là thích thú nhé. Đây là cái quả này là quả măng cụt. Quả măng cụt này, đây là mình làm theo kiểu là quả măng cụt đã bổ ra rồi ấy. Đó, quả măng cụt này thì rất là dễ luôn. Mình sẽ hướng dẫn là làm từng loại một nhé. Quả măng cụt ấy, cái đất này, đất sét này là mình cái bột tò he này ấy, là mình trộn từ các cái màu đỏ, màu xanh rồi các màu tổng hợp, mình trộn lung tung với nhau nó sẽ ra một cái màu này. Cái màu này là màu nâu này, nâu đất này. Hồng nâu đất. Màu này rất là giống màu của cái quả măng cụt. Có hai cách nha để các bạn làm. Đầu tiên là mình sẽ véo một ít bột màu trắng ra. Cái nghề dịch như này thì mình ở nhà mình hướng dẫn những bạn nhỏ lặn những cái này ấy. Các bạn chơi thì rất là thích thú nhé. Đỡ khỏi chơi điện thoại, đỡ khỏi xem tivi. Cách thứ nhất ấy là, đây, mình sẽ để riêng ra một góc như này màu trắng này. Cách thứ nhất là các bạn lặn một cái viền. Mình sẽ beo ra để lặn một cái viền để viền xung quanh cái màu trắng này này. Đó. Đó. Đây là cách thứ nhất nha. Cách thứ nhất là mình lặn như này. Thì là ở phần mình chỉ trưng ở phần trên thôi. Còn cái cách mà mình lặn cái quả này là mình bao luôn cái bột xung quanh như này. Đó. Cách thứ hai ấy, thì mình làm cũng phần màu trắng cũng như vậy, còn đâu phần màu đỏ thì mình sẽ bọc lấy cái phần màu trắng như thế này, mình bọc vô đây này, mình bọc xung quanh như này này đó. Nhưng mà bây giờ mình đang hướng dẫn cái cách đầu tiên trước đi. Như này là giống như cái quả măng cụt nó đã bổ ra nhé. Sau đó nha, mình dùng cái tăm nhá, mình chia múi cho cái quả măng cụt này.
quả măng cụt thì thường là có 6 múi. Chia sâu sâu thì nhìn nó đẹp hơn. Đấy, mình ấn sâu xuống này. Nhưng mà khi mà mình ấn ấy, phải lưu ý không có là sẽ ấn vào cái viền bên ngoài như này. Nó sẽ mất độ tròn. Chia cho thành 6 múi là được. Đó, ok rồi. Thế thì cách này thì các bạn nhỏ lặn sẽ dễ hơn nhé. Nó đẹp hơn là cái kiểu như kia ấy. Đó. Đấy, là lặn xong một quả măng cụt rồi này. Rất đơn giản. Khi mà mình trộn màu ấy, trộn lung tung mà vô tình nó ra cái màu này, đúng màu vỏ quả măng cụt luôn. Đấy, rất là đơn giản. Còn đây là cái quả dâu. Dâu tây này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ lặn quả dâu tây nhé. Dâu tây ấy thì các bạn lấy cái màu đỏ nhé. Màu đỏ nó hơi... Màu đỏ này, quả dâu tây nó chín. Tạo hình quả dâu tây trước thì đầu tiên mình cũng lăn tròn như này thôi. Cái quả dâu ấy thì thường ở phần phần cái đít quả dâu nó hơi nhọn một xíu nhé. Đó. Mình cứ tạo hình trước đi, tạo hình cái quả dâu tay trước nhé. Sau đó mình làm cái lúm nhá, mình làm cái lúm xanh của nó này. Cái phần lúm nó sẽ bao quanh cái quả dâu ấy. Mình sẽ vê này, vê xong rồi mình ấn cho nó dẹp ra nhé. Đây nha, các bạn làm như kiểu là cái chữ thập ấy. Mình cứ làm như cái chữ thập là trước cho mình. Như này thì các bạn nhỏ làm sẽ dễ dàng hơn. Mình lăn đi. Đấy, hình chữ thập này. Sau đó nha, mình sẽ dùng cái tăm này là mình làm cho nó nhọn nhọn cái phần xanh này, rồi ấn xuống để cho nó có khí khía này. Đó. Mình thích nhọn ấy thì mình miết miết cái này cái là cái phần lúm của nó sẽ nhọn ngay. Cho 6 cái thì nó sẽ đẹp hơn. Mình cứ tạo hình cái phần lúm trước. Sau đó mình sẽ làm cái phần gai ở cái quả sau. Rồi. Đó, mình đã làm được cái phần cái lúm rồi nha các bạn. Để tạo hình lại quả. Quả dâu tây. Sau đó nha, mình sẽ dùng một cái tăm ấy. Mình sẽ dùng một cái tăm nhé, mình sẽ làm những cái mắt của quả dâu này. Đấy. Ấn xuống. Thường các bạn nhỏ rất là thích lặn công đoạn này. Ấn đều xung quanh cái quả dâu ấy thì nó sẽ ra giống như là các cái hạt của nó ấy. Thế là mình đã hoàn thành xong quả dâu rồi này. Đây là quả dâu tây đã xong. Rất đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần lấy cái tăm này này mình chấm chấm xuống nó thành các cái mắt của quả dâu rồi đó. Đó. Rất nhanh và đơn giản đúng không các bạn? Đó. Các bạn mà thích nhọn hơn thì các bạn chỉ cần bóp bóp lại là sẽ ra quả dâu nó nhọn rồi. Đó. Giờ tiếp theo nha. Các bạn sẽ theo dõi cái phần mà mình hướng dẫn lặn củ cải trắng này và lặn củ cà rốt nha. Qua cái clip tiếp theo nhé.
cái clip này của mình sẽ tạm dừng ở đây. Và các bạn muốn học lặn cái quả gì hay củ gì thì cứ inbox ở dưới, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé.